Ở bên Nhật không có mai thiệt, mình xài mai giả đỡ. Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ đi chơi, đi một nơi mà Tết ai cũng đi hết. Anh hả? Đón chờ nha. Bây giờ mình sẽ đi đập tiền, vô thẻ đi tàu. Đây là cái thẻ đi tàu, mình đập tiền vô. Chỉ cần bỏ cái thẻ lên đây thôi, mình nạp tiền vô là nó. Anh lấy giùm em xem. Mình chỉ cần bỏ cái thẻ lên đây, bỏ tiền vô. Okay. Vậy là ok. Mua cái chậu luôn không ha? Chị này là người Việt.
đẹp luôn, quá trời đẹp luôn. Quá là thua đẹp. Hết chùa. Chỉ lít xíu nữa là hết. Anh chồng anh ta thôi. Rộn xíu rồi tới. Chưa có gì bằng nước ở suối nhỉ. Năng giáp à. Có đông đóng rồi. Nhưng mà nó giống đông rồi. Chỗ không biết tên gì hả? Chưa Việt Nam luôn hả? Đóng tới từ Vinh. Ai mấy là mừng xuân đóng tới từ Vinh. Tới chùa mọi người. Đây mẹ. Chùa. Hỏi cái anh này nè anh. Hỏi cái anh này nè. Anh ơi, em có chút hoa cũng phục nữa. Dạ, mọi người tặng hai. Dạ, em cảm ơn. Để tầm lên. Có cái cầu thang mọi người lên tầng 2 có người hướng dẫn mọi người. Hai dép lên được không? Bỏ dép ra giùm em tí. Dạ. Dạ. Em ngại tí không? Ôi lạnh quá. Ở bên Nhật không có mai thiệt, mình xài mai giả đỡ. Mai giả cũng đẹp lắm. Hồi mình đi xuống thăm chơi. Bây giờ mình sẽ đi quay những món ăn ở chùa. Mình thấy nhiều. Hả? Đi luôn. Đi chơi. Đây là chè. Anh ăn chè đi. Đây là bánh. Bánh gì á? Cái này là nếp cái này. Dạ. Nếp. Cái này là bánh. Bánh này là dưa lợn. Bánh dưa lợn á. Dạ. Chị ăn đi. Quá trời. Tôi chụp hình quá trời. Tăng của đồ bế là 3 tháng bây giờ đủ là 100 3 tháng trong 100 đang làm gì á? Đi đâu cũng tiêu. Quá trời ghét. Anh Hiền cũng đi vòng vòng vậy. Ở trong đây là giảng pháp. Dép quá trời dép luôn. Dép quá trời luôn. Dép quá trong đây. Nói chút xíu hả? Đây là nếp hả? Xôi. Ở luôn suối ra mà quay suối
ăn uống gì, mỏ mòn gì đâu. Khoa áo dài Việt Nam là nhức nách. Mọi người